Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Do vậy, ngoài những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, các thí sinh còn gặp phải các áp lực tâm lý khác nhau. Thậm chí những áp lực này có thể lại đến từ chính gia đình, bạn bè và người thân. Em cảm thấy rất là áp lực. Một phần áp lực đến từ gia đình của em. Gia đình em mong muốn là em sẽ đậu vào trường tốt với số điểm cao. Và em cảm thấy lo lắng và hơi sợ, sợ là không đạt được giống như gia đình em đã kỳ vọng. Nhận thấy những vấn đề về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng không nhỏ đến các thí sinh khi tham gia kỳ thi trung học phổ thông 2021, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã triển khai mô hình tư vấn tâm lý mùa thi. Tại đây, các thí sinh có thể chia sẻ những vấn đề mà mình gặp phải với các giảng viên chuyên ngành tâm lý của trường. Đặc biệt, việc trao đổi trò chuyện được thực hiện một cách khá linh hoạt, có thể qua trang fanpage của đoàn trường hay qua Zalo, điện thoại. Thì tính đến thời điểm này, thì kể cả là việc các em gọi điện và nhắn tin qua Zalo, thì cũng đã có hơn 100 lượt em gọi điện đến muốn xin tư vấn. Rất nhiều các em cảm thấy là lo lắng và áp lực khi mà đứng trước một cái kỳ thi quan trọng như vậy. Cũng rất là mong các em hãy mạnh dạn gọi điện đến và chia sẻ để chúng tôi có cơ hội được đi cùng các em, giúp các em tự tin hơn, giảm bớt những cái lo lắng và áp lực. Chúng tôi đã đưa thông tin lên các trang fanpage, các cái website, đồng thời cùng với các phối hợp cùng với các huyện đoàn trong toàn tỉnh để thực hiện nhằm hỗ trợ và tư vấn tâm lý đối với học sinh khối lớp 12 để giúp các em vững tâm, vững tin trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nhờ sự tư vấn tận tình của các giáo viên, nhiều em đã có thể giải tỏa được áp lực và có tâm lý thoải mái hơn trước kỳ thi quan trọng này. Lúc đầu thì em thấy mình sắp thi rồi thì mình thấy rất lo lắng và cảm giác như mình bị hỗn độn giữa các kiến thức với nhau ấy. Thì sau khi các cô tư vấn cho em là em thấy tự tin hơn, với cả em biết sắp xếp khoa học hơn để em tổng hợp lại kiến thức để bước vào kỳ thi sắp tới. Mô hình tư vấn tâm lý mùa thi là một trong những mô hình mới thuộc chương trình tiếp sức mùa thi của tỉnh đoàn Điện Biên năm nay. Việc tư vấn từ xa qua điện thoại, mạng xã hội cũng hạn chế được tiếp xúc trực tiếp, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, cũng như giúp các thí sinh đảm bảo giữ bí mật được danh tính tốt hơn. Thì đối với năm 2021, thì ngoài các cái nội dung hỗ trợ cho thí sinh, tiếp sức cho thí sinh về vật chất, thì hôm nay chúng tôi cũng đã triển khai thêm những nội dung mới, như là cái mô hình tư vấn tâm lý cho thí sinh, đang triển khai cái mô hình này tại Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm. Cái việc trao đổi này thì có thể trao đổi qua email, qua điện thoại, qua các trang mạng xã hội. Và cái người trao đổi là được giữ bí mật về danh tính. Nên cái mô hình này tôi thấy là rất phù hợp. Và đây cũng là năm đầu tiên thực hiện cái nội dung này. Đây là một cách làm mới, cách làm sáng tạo. Trên cơ sở đó thì những năm sau thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình tư vấn tâm lý cho thí sinh.